X có nên được 13 thưởng không anh? Hello anh em, chào tất cả mọi người nhé. Thì lại là mình chia sẻ trên phone anh em ơi. Anh em ạ, ở video này mình sẽ giải thích cho anh em nhé. Đây, đây chính là một chiếc iPhone X của một người anh em gửi về cho mình làm. Đó, tình trạng nó gặp phải nó khá là nghiêm trọng anh em ạ. Rồi vỡ rất là nghiêm trọng rồi. Khôi phục rồi là thay pin, thay vỏ cho nó. Thì mình nói luôn, X thường không nên được 13 thưởng anh em nhé. X thường nên cho mình 13 Pro. Đó là đẹp nhất. Ở cái thời điểm giờ X của anh em gặp rất nhiều tình trạng như ở trong video này. Còn iPhone X này đã rơi vỡ rồi là bị sọc màn. Sọc màn ở đây là nó đang bị trường hợp là sọc nhẹ. Thì mình sẽ cố gắng là khắc phục nó để giữ nguyên tình trạng cho anh em. Là cái màn đỡ phải thay anh em nhá. Đấy, ở thời điểm bây giờ thì anh em lấy X lên 13 Pro. Đây, đây chính là X lên 13 Pro phiên bản màu xanh mới nhất năm nay. Thì anh em ạ, anh em cần làm liên hệ trực tiếp với mình. Đó, ai gặp tình trạng như thế này thì có thể độ lên được nhá. Và ai mà muốn mua máy độ sẵn của bên mình thì mình có đủ mã như X thường lên 12 Pro, 13 Pro, XR rồi là XM Max lên 12 Pro, 13 Pro anh em nhá.